Hôm nay Tô Gà vô tình tìm được một viên ngọc nguyên tố và nó đã ban cho Tô Gà một nguồn sức mạnh về lửa, nước hay là đất. Và nhờ có nguồn sức mạnh đó, Tô Gà có thể đánh bại được những thế lực xấu xa không? Các bạn hãy coi hết video này nha. Em đang thử súng nè. Hả? Cái gì vậy? Sao mình nghe tiếng chị La Bi đang làm? Ui, hình như trời đất ơi, sao nhà chị La Bi cháy dữ vậy? Ôi trời ơi, Dắt ơi, Dắt đang làm cái gì? Ui, hình như Dắt bia nó đang phá nhà chị La Bi hả? Trời ơi, mình phải tới cứu mới được. Ôi Dắt ơi, dừng lại. Trời ơi, Dắt đang làm cái gì vậy? Ê, Tô Gà đang thử nghiệm cái súng lửa của tôi nè. Trời đất ơi, dừng lại đi. Ai da da, nóng quá nóng đó. Đó chỉ là nhà của chị La Bi mà sao lại phá nhà chị La Bi vậy? Không có được làm vậy, không có được làm vậy, hãy nghe chưa? Ok, vậy tôi không thử lên nhà của chị La Bi nữa. Tôi sẽ thử nó lên đâu. Cái gì cơ? Ôi trời ơi, Dắt làm cái gì vậy? Ôi trời ơi, Dắt nó phun lửa vô người mình coi. Trời ơi, trời ơi, Dắt hôm nay quậy quá vậy trời ơi, chạy 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 chạy. Ôi trời ơi, nóng quá, cứu tôi với. Huy Đắp ơi, tao đang bị Dắt nó phun lửa, có cách gì cứu tao không? Nhanh lên Huy Đắp ơi, nóng quá đi à. Ôi, tao có cây súng nước này, tao thử nghiệm lên người mày cho. Cây súng nước hả? Ờ, coi tao bắn nè. Cái gì vậy? Cây súng nước gì mà nó bắn mày lên trời luôn. Cứu tôi. Ai da, cây súng nước. Tôi ra bị lừa rồi. Nó dùng cây súng lửa nó phun lửa mình, còn bị thằng Huy Đắp nó dùng cây súng nước nó bắn mình lên trời luôn. Trời ok vậy đừng nói là lại tụi nó đi. Ê, cái gì súng nước? Súng lửa nó đây không được đâu, chạy thôi các bạn ơi. Ơi một người thì súng lửa, một người thì súng nước. Trời ơi, tụi nó trốn Việt Nam tụi đây các bạn, chạy thôi chạy thôi. Ai da, ôi giời ơi, nóng quá đi à, nóng quá đi à. Ôi giời ơi, ai da luôn nè. Trời ơi, tụi nó quậy quá đi à. Trời ơi, Huy nó bắn tụi bay lên trời luôn rồi. Suốt ngày mấy cái đứa trong làng Sinh Tố nó cứ troll mình hoài. Dắt thì nó troll mình bằng lửa, Huy Nô thì nó troll mình bằng nước. Tức thiệt chứ, nhưng mà mình không thể làm được gì tụi nó, tại vì mình không có vũ khí gì để troll lại các bạn ơi. Trời ơi, đúng là vô dụng mà, mình không làm được cái gì hết, đúng là vô dụng mà. Chao kìa, ôi cái gì vậy? Sao ở đây có một cái đường hầm gì vậy? Trời ơi, đoạn tôi tức cái tôi đấm cái tay tôi vô đá, tôi tự nhiên nó mở ra cái cửa gì đấy, như kiểu là một cái đường hầm bí mật vậy các bạn ơi. Để tôi đi xuống thử coi đằng kia nó có cái gì màu xanh xanh vậy. Oh my god, đây là chỗ nào vậy mọi người ơi? Sao dưới lòng đất lại có một nơi như vậy các bạn, mình không thể nào ngờ được. Ủa nhưng mà đằng này là cái gì đây? Có một cái viên ngọc mà bao quanh viên ngọc đó có một cái dòng lửa, một cái dòng nước, rồi lại có đất các thứ nữa. Không lẽ nào đây chỉ là viên ngọc nguyên tố trong truyền thuyết sao hả mọi người? Hay là cái này chỉ là một trò troll của ai đó thôi? Để tôi chạm vô viên ngọc này thử coi. Đưa đi, đụng thử coi. Hay cha. Ui, tôi cảm thấy cái gì đó coi. Tôi cảm thấy cái gì đó các bạn. Ôi không, ôi cái gì vậy? Chuyện gì vừa xảy ra với cơ thể của mình vậy mọi người? Mình cảm giác như là có một nguồn năng lượng nào đó đang chảy trong cơ thể của mình. Không lẽ nào mình đã sở hữu được sức mạnh nguyên tố rồi sao? Các bạn nhìn cơ thể của tôi nè, xung quanh tôi được bao bọc với vòng lửa, vòng nước và những cái đất. Tôi cảm thấy nó như là những cái nguyên tố vậy các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ phải bay ra khỏi cái chỗ này trước các bạn. Sau đó mình sẽ kiểm chứng xem thử mình đang có thể có sức mạnh nguyên tố thiệt không. Đi thôi nào. Tới trễ rồi sao? Viên ngọc nguyên tố đó đáng ra phải thuộc về ta. Vậy mà tên nhóc đó, ta sẽ lấy lại viên ngọc đó cho bằng được. Mình đã bay trở lại làng Sinh Tố gần này các bạn. Không biết sức mạnh nguyên tố này thì mình có thể làm được gì ta? Không quay biết. Trở lại ok, bắn nó. Cái gì vậy? Huy với Dắt nó vẫn còn ở đây sao? Trời đất ơi, tức thiệt chứ. Cái súng lửa tiếp nào. Sao mấy người suốt ngày cứ troll tôi hoài vậy? Hồi nãy mọi người có biết là mọi người bắn cái tôi bay vô rừng luôn không hả? Chơi mà, bắn cái nè. Em đang có tác dụng gì hết nhỉ? Bắn lửa đi, sao mà có tác dụng được? Tại vì tôi đang sở hữu sức mạnh nguyên tố mà, nên là lửa với nước đó đâu còn tác dụng với tôi nữa đâu. Bắn nè, bắn nè, bắn lửa đi. Ôi giời ơi, sao mà có tác dụng được? Còn bây giờ mình sẽ thử sử dụng sức mạnh của mình các bạn ơi. Tô Gà nguyên tố lửa hai cha, một quả cầu lửa khổng lồ sẽ được chữa lành. Hai cha, bắn lửa đi. Chạy đi. Trời ơi, đúng là nguyên tố lửa của tôi có khá cao. Ai thực mạnh gì mà nó mạnh quá vậy trời? Trời ơi, tôi hồi nãy là hả, mình mới sử dụng nguyên tố lửa thôi coi. Được rồi, để mình thử nguyên tố nước coi nào nào. Triệu hồi sóng thần nào. Sóng thần tới kìa. Ôi, sóng thần nó đang đuổi theo kìa. Rồi để coi. Được rồi, chuẩn bị dính Dắt rồi. Ôi trời ơi, Huy đâu nè. Ôi trời ơi, triệu hồi lôi ra sống thân ngay trên mặt đất luôn các bạn nha. À từ từ, nhắc tới mặt đất mới nhớ mình còn một nguyên tố đất nữa mình chưa xài đúng không? Mình sẽ sử dụng nguyên tố đất. Hai người kia đang chạy kìa. Được rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng nguyên tố đất thử nè. Nhìn đây. Ôi sao tự nhiên nó đúng chuyện gì? Ôi kìa vậy, trời ơi, đất nó đang dâng lên và đưa Huy mới dâng lên trời luôn rồi. Huy dắt giờ sao Huy dắt đầu hàng chứ? Được rồi, bây giờ mình sẽ thử tắt cái đất đi nè. Hãy cho biến mất đất đi nào. Huy với dắt hai người đã chịu thua chứ lần sau còn trốn tôi nữa không hả? Tôi chịu thua rồi. Được rồi, nếu mà hai người chịu thua thì hai người có muốn trở thành vệ sĩ của Tô Gà Nguyên Tố không nào? Tân lệnh Tô Gà. Ôi trời ơi, hai người này bái mình làm vua luôn rồi các bạn. Được rồi, nếu hai người đã bái tôi làm vua và trở thành binh lính của tôi thì tôi sẽ trao cho hai người sức mạnh nguyên tố luôn nè. Được rồi, đứng yên đi, tôi sẽ truyền sức mạnh cho hai người. Hãy tôi trở thành cái gì rồi? Mình đã biến Huy Núp và Giặc trở thành đúng nguyên tố của bọn họ rồi. Giặc là nguyên tố lửa, nhìn Huy Núp người tố nước không kìa. Hai người hãy bảo vệ và phục tùng cho tôi nha. Vâng là anh ơi, được vô nguyên tố. Trời đất ơi, tốt lắm. Được rồi, bây giờ vậy thì hãy đi xây cho ta một cái ngai vàng nguyên tố cho đức vua đi nào. Vâng là. Trời đất ơi, đúng là làm vua nguyên tố xịn tới coi. Đi rồi, bây giờ mình sẽ đi ra bọn họ xem thử bọn họ xây như thế nào đây. Tên đây là ngai vàng của ngài đây. Cái gì sao mà xây lẹ quá em? Các bạn nhìn kìa, cái ngôi nhà con gà của mình bây giờ đã trở thành ngôi nhà nguyên tố luôn nè. Trời ơi, một nửa là bằng nước, một nửa là bằng lava. Sao trời ơi hay quá vậy, nhìn đẹp quá vậy. Không những vậy, bên trong nữa này các bạn nhìn đi. Wow, đây chính là cái ghế ngồi của mình. Sao một bên là nước, một bên là lửa, trời ơi xịn quá vậy. Được rồi, để tôi lên ngồi thử coi. Được rồi, lên ngồi. Trời ơi, sao tôi ngồi cái gì mà như đang bơi vậy? Đây rồi, như vậy mới đúng này. Cảm ơn hai người làm tốt lắm. Cảm ơn đức vua. Không có gì đâu, bây giờ hai người hãy đứng hai bên để bảo vệ tôi đi. Wow, các bạn ơi, nhìn tôi bây giờ có ngầu chứ này. Nhưng mà đứng lộn bên là kẹo, Huy Núp phải đứng bên trái, Dắt đứng bên phải. Lộn rồi, đổi bên đi. Đó, trời đất ơi, ngầu chưa nè các bạn ơi. Cái ghế đó phải là của ta. Cái gì cơ? Ai vậy? Ui, bảo vệ đức vua. Ôi trời ơi, ui từ bình tĩnh. Ôi, ngươi là ai vậy? Sao có một người màu đen đứng trước nhà của mình vậy các bạn ơi? Viên ngọc nguyên tố đó đáng ra phải thuộc về ta. Nhưng mà tôi là người lấy viên ngọc đó trước mà. Tại sao cái gì của ông chứ? Ta phải có đủ sức mạnh nguyên tố để ta chống thế giới này. Mục đích của hắn là mục đích xấu xa các bạn. Nếu như vậy thì ta sẽ không bao giờ đưa cho người viên ngọc đó đâu. Vậy thì đổ lấy sức mạnh bóng tối của ta. Sức mạnh bóng tối. Đã vậy đất vua. Tên kia hắn muốn cướp lấy. Ôi ơi, không được rồi, mọi người cẩn thận nha. Cố lên nào, Dắt nguyên tố lửa và nguyên tố nước. Trời ơi, cả ba người đang đánh nhau kia các bạn ơi. Dắt và Huy đang cố gắng bảo vệ mình. Cảm ơn hai người nha. Rồi, bây giờ mình cũng phải hỗ trợ bọn họ một tay thôi. Cố lên nào mọi người ơi. Ôi, cái gì? Ôi trời, mọi người coi chừng kìa Dắt ơi. Cái gì? Dắt nguyên tố lửa bị đánh bại rồi. Ôi, Huy nguyên tố nước coi chừng kìa Huy ơi. Rốt cuộc ngươi muốn gì hả? Bây giờ tôi có chịu trao cho ta cái viên ngọc đó không hả? Không bao giờ, ta sẽ không bao giờ để cái ý nguyện xâm chiếm thế giới của ngươi thành hiện thực đâu tên kia. Sức mạnh nguyên tố đất này hãy đưa nó lên trời đi. Trời ơi, mình ta sẽ đưa ngươi lên trời, sau đó ta sẽ thả ngươi xuống theo mong muốn của ngươi. Hãy đây nè, ngươi chịu thua chưa hả tên kia? Không đậu hẹn đâu. Cái tên này nó mạnh quá vậy. Đúng là sức mạnh bóng tối có khác hả? Trời ơi, cái trái tim của mình nó bị đen, tôi lùi luôn rồi. Chết rồi, bây giờ sức mạnh nguyên tố đất không làm được gì nó sao? Bây giờ ngươi mới là người phải đầu hàng. Không bao giờ ta đầu hàng đâu. Được rồi, mình sẽ sử dụng sức mạnh tiếp theo của nguyên tố đất là triệu hồi đất ra cho. Được rồi, bây giờ ngươi đỡ lấy đi tên kia cho. Bay nè. Cái tên này. Ngươi đã thấy sức mạnh của ta chưa hả? Tên kia nó nằm một đống luôn. Ủa kìa gì? Thôi, hắn vẫn còn đứng được sao? Đó lấy của ta kìa. Ôi, cái gì vậy? Trời, hắn xài cái chiêu gì vậy con? Ôi chết rồi, không ổn rồi các bạn. Mình không thể nào đánh bại được hắn tại vì sức mạnh bóng tối nó quá mạnh rồi. Một mình ngươi thì ngươi thua chắc rồi. Cái gì không lẽ đâu rồi? Còn đội tôi nè. Đúng rồi, Nguyên tố lửa Giặc với lại Nguyên tố nước Huy, sao hai người xuất hiện đúng lúc lắm? Chúng ta cùng nhau lao lên nào mọi người ơi. Đúng rồi, mình sẽ chịu cho nó. Trời ơi, cái cục đất của mình, ôi, cái gì vậy? tới đây đánh nhau loạn xạ quá đi anh ơi, nhưng mà mình sẽ không thể nào bỏ cuộc được đâu. Wow. Chịu ơi lên nào. Đâu rồi, một lần mà rồi, thấy rồi mọi người, ta sẽ chữa người tên kia hãy sao. Bây mọi người ơi, hãy cùng kết hợp sức mạnh với tôi nào Jack và Huy ơi, được rồi ba. Okay. Chữa này sao. Hắn bị đánh bại rồi, cùng với sức mạnh nguyên tố đất lửa và nước, chúng ta đã đánh bại được nguyên tố bóng tối và bảo vệ trung viên ngọc được rồi. Bây giờ ngươi chịu thua chưa hả tên kia? Được rồi, điều chịu thua rồi thì các bạn ơi, tụi mình đã thành công đánh bại được tên xấu xa và bảo vệ thế giới rồi các bạn à. Và các bạn thấy tô gà vua nguyên tố hôm nay thế nào, đừng quên để lại tôi một like, một subscribe cũng như cho mọi người đóng Sinh Tố tim nha. Các bạn thấy nguyên tố nước Huy đất hay là nguyên tố giác lửa mạnh hơn thì đừng quên comment đi nha. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, hẹn gặp lại các bạn trong một video khác nha. Bye bye. Bye bye, cái gì ta chửi ngươi bây giờ.